We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh đón Giáng sinh, đón Noel 2021 tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Trước màn hình quý vị và các bạn chính là những hình ảnh tại nhà thờ lớn đang là chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2021. Hiện tại Việt đang ở tuyến phố nhà thờ. Những hình ảnh là những bộ váy có màu đỏ, màu Noel rất đẹp quý vị và các bạn. Ngay đằng trước ngay đằng trước hang đá Bethlehem thì để thấy có loa của phường Hàng Chống. Rất đông các bạn trẻ đã tới đây chụp hình quý vị và các bạn. Việt kính mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng, xong Việt sẽ quay hang đá Bethlehem. Lơ là, mất cảnh giác, thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR, luôn luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn tối đa, hạn chế việc tập trung đông người ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, những người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cần, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Ủy ban nhân dân phường Hàng Chống đề nghị người dân thực hiện những nội dung sau: 1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về việc đảm bảo trật tự đô thị. Hai bên dưới cuối nhà thờ thì vừa thấy được trang trí bởi những đèn ống sao màu trắng rất là rực rỡ quý vị và các bạn. Phương tiện trên hè tại khu vực quảng trường trước nhà thờ lớn, phố Nhà Trung, phố Lý Quốc Sư và phố Ấu Triệu. 2. Không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. 3. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Khi Việt xuất bản video, quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về thủ đô Hà Nội. Và những hình ảnh Việt sẽ ghi lại tất cả những hình ảnh đón Giáng sinh tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh, không thực hiện nghiêm quy định 5K, nguy cơ diễn biến dịch bệnh còn rất nước ngoài khó lường. Đứng để dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng. Đẹp nhất của mùa Giáng sinh 2021 quý vị và các bạn. Tổ chức và người dân trên địa bàn không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR, luôn luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn tối đa, hạn chế việc tập trung đông người ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry ở dưới cuối nhà thờ lớn thì Việt thấy
hiện tại đang được sửa chữa. Nếu không có dịch thì mình thấy nhà thờ lớn đón rất nhiều người đến để tham quan. Và Việt sẽ quay cận hình ảnh về cây thông Noel, mình thấy rất là to khi các bạn. Tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mời quý vị và các bạn đề nghị người dân thực hiện những nội dung sau. 1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chiêm ngưỡng chùa Hải Đồng cũng như hai hang đá Bethlehem ngay ở dưới cuối nhà thờ lớn. Quý cô chú anh chị và các bạn. Nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn 5K của Bộ Y tế và thực hiện giãn cách theo đúng quy định để phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Để đảm bảo đồng được an toàn, mỗi người cần thực hiện nâng cao ý thức phòng bệnh, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K để phòng chống dịch khác. Đúng quy định là quan trọng để bảo vệ người mắc COVID-19. Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Y tế trong những ngày gần đây, xu hướng các ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Hà Đông cũng gia tăng, nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
rất đông. Giờ là khoảng gần 7 giờ tối. Thu hút rất nhiều các bạn trẻ. Thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Hàng Chống, trong những ngày gần đây, xu hướng các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận Ba Đình gia tăng, tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh, không thực hiện nghiêm quy định 5K, nguy cơ diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, khó lường. Dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hàng Chống đề nghị các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiếu ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc và trước hàng đá là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn tối đa. Tôi thấy có một cái biển tập trung đông người ngoài yêu cầu người dân, đơn vị, bệnh thực viện, những trường học, những người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cần, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Ủy ban nhân dân phường Hàng Chống đề nghị người dân thực hiện những nội dung sau: nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không tổ chức trồng giữ xe trái phép, không để phương tiện trên hè tại khu vực quảng trường trước nhà thờ lớn, phố nhà trên, phố Nguyễn Sư và phố Ông Triệu. Hai, không chiếm dụng vỉa hè, làm đường khu kinh doanh gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Ba, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn 5K của Bộ Y tế và thực hiện giãn cách theo đúng quy định, để phòng dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Để cộng đồng được an toàn, mỗi người cần nâng cao ý thức phòng bệnh, tuân thủ nghiêm chỉnh 5K và quy định phòng chống dịch khác. Và hẹn gặp lại quý cô chú chị và các bạn ở các cửa nhịp tới thực hiện. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas.